Xin chào anh chị đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của Auto Vượng Phương. Một cái mẫu xe sedan rất là hot, Kia Cerato, hiện tại đã được bên em cập bến thêm một chiếc nữa. Đây là phiên bản Luxury sản xuất năm 2019. Xe thì như trên hình anh chị vừa thấy, mang biển tỉnh Hưng Yên, một chủ sử dụng từ mới nhá. Có ngoại thất màu xanh, nội thất ghế da màu kem, rất ok. Đó, với cái màu xanh thì nhìn rất là lạ nhá. Với những anh chị thích cái tông màu tối nhưng mà không phải là cái màu đen, đó, đen nó tối quá, thì có thể tham khảo cái chiếc xe này của bên em. Đó, ngoại thất màu xanh, xe Kia Cerato phiên bản Luxury sản xuất 2019 anh chị nhá. Tổng thể một vòng về ngoại thất của xe, sơn si vẫn còn khá là đều, lớp sơn mỏng tanh, sơn zin của xe còn trên 90% anh chị nhá. Đó, lớp sơn si của nó này, các cái phần mép của nó này, như anh chị nhìn này, nó vẫn còn rất là đều khít, và sơn zin này, đó, vẫn là sơn zin anh chị nhá. Một vài các cái nhỏ nhỏ đó, xước sát va quẹt để em chị chia sẻ lên trên video để anh chị cảm nhận được chất lượng xe luôn. Đó, thì không tránh khỏi có một chiếc xe đã qua sử dụng đâu. Tuy nhiên là đây, từ cái ba đờ sốc sau này, cả một cái mảng ba đờ sốc sau anh chị vừa nhìn này. Đấy, xe vẫn còn rất là đẹp. Dàn lốp thì sẵn theo xe rồi này. Đấy, dàn lốp sẵn theo xe. Xe em chạy khoảng hơn 5 vạn và dàn lốp này vẫn còn rất là dày anh chị nhá. Đó, bên ngoài của xe đây, đèn đóm của nó này vẫn còn rất là sáng. 2019 anh chị nhá. Xe một chủ sử dụng từ mới, em sẽ hỗ trợ rút hồ sơ đầy đủ, và sau clip này em sẽ tháo biển và tiến hành rút hồ sơ luôn. Đấy, nên là anh chị khi mà lấy chiếc xe này về thì thủ tục sang tên đổi chủ chỉ trong ngày là xong thôi. Và với anh chị nào mà cần hỗ trợ thêm ngân hàng thì bên em cũng hỗ trợ đầy đủ cho anh chị nhá. Đó. Và ngoài ra thì bên đơn vị em thì ngoài nhập và bán những cái chiếc xe rất là đẹp, rất là lướt như này, thì bên em cũng có nhu cầu nhập liên tục các cái mẫu xe mới lướt nhá. Phân khúc từ khoảng độ 300 triệu cho đến tầm khoảng 1 tỷ rưỡi quay đầu. Anh chị có nhu cầu mà muốn sang lên một chiếc xe mới, hoặc là mình đổi sang một chiếc xe khác, thì có thể liên hệ trực tiếp với em Trường qua số hotline 0967 798338. Bên em sẽ hỗ trợ anh chị định giá nhanh và thu mua ở cái mức giá là tốt nhất và hợp lý nhất trên thị trường anh chị nhá. Xin cảm ơn anh chị. Đó, và trở lại với video quay về chiếc Cerato này, thì em đang đi vào bên trong phần nội thất của xe, và anh chị có thể cảm nhận được giúp em về cái nội thất này của nó vẫn còn rất là mới, cực kỳ là mới luôn. Hàng ghế thứ hai rất ít người sử dụng anh chị nhá. Hàng ghế thứ hai rất ít người sử dụng luôn. Đây, má ghế, lòng ghế, rồi lưng ghế này vẫn còn rất là mới. Cửa gió này đầy đủ, và chiếc xe này còn có cả cửa sổ trời, rất ok luôn anh chị nhá. Đó, và quay lại thêm một chút phần nội thất, em sẽ đè lổ chiếc xe này lên để anh chị xem thêm về audio của xe nhá. 5.2 km anh chị này. Đó, chiếc xe này thì cũng đã lên được một cái màn OLED Pro. Đấy, rất là ok này. Chủ xe thì anh ấy cũng khá là dữ. Vô lăng này cũng đã bọc cái phần bộ chụp trên bằng carbon này. Đấy, và các cái phần bệ tì tay. Đây, bệ tì tay cánh cửa này, táp ly này, anh cũng dán vân gỗ hết, đầy đủ hết rồi này. Đấy, có thể nói là bác chủ này cũng khá là kỹ tính và cẩn thận để chăm chút cho chiếc xe của mình, bảo vệ những cái điểm nó gọi là dễ xước sát và hay có gọi là sử dụng nhất. Đấy, làm sao để hiện trạng xe nó vẫn còn rất là ok. Đó, nội thất vẫn còn ok này. Điều hòa tự động hai vùng anh chị nhá. Có điều hòa tự động hai vùng đè lổ này. Và đây, vẫn còn nguyên ly lông từ lúc mới này. Đó, một chiếc xe rất là chất để chúng ta có thể mua sử dụng về cho gia đình, hoặc là chúng ta về mua xe lần đầu thì cũng rất là hợp lý. Vị trí ghế điện này cũng đã có đầy đủ hết rồi. Đó, rất ok. Và cái tầm tài chính của cái chiếc xe này hiện tại thì bên em đang chào bán thì dưới 500 triệu một chút, 495 triệu. Và giá trên thì em vẫn còn thương lượng cho anh chị nhá. Với các anh chị ở khu vực Hà Nội thì có thể qua trực tiếp bên đơn vị em, số 95 Trường Công Giai, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, xem xe trải nghiệm lái thử để em Trường hỗ trợ anh chị. Đó, lái thử xe, trải nghiệm xe ok thì chúng ta sẽ tính cái phương án chốt cọc và xuống tiền lấy xe anh chị nhá. Lốp láp của xe vẫn ok này. Đăng kiểm của xe còn đến tháng 11 của năm 2025. Vị trí là chúng ta sẽ còn khoảng 1 năm rưỡi đó mới phải đăng kiểm lại chiếc xe này, thì cũng là thêm một cái lợi thế nữa.
thì các anh chị sử dụng chiếc xe, mua chiếc xe về sử dụng. Đó, và em tổng hợp lại thông tin một chút. Kia Cerato phiên bản Luxury sản xuất 2019, một chủ sử dụng từ mới, biển Hưng Yên. Đó, với ngoại thất màu xanh Kavansai, nội thất ghế da màu kem, nguyên bản theo xe và có hỗ trợ ngân hàng và thủ tục trả góp nhanh gọn, lãi suất thấp. Anh chị cứ liên lạc với em qua số hotline 0967 79 8338, em Trường sẽ hỗ trợ anh chị nhé. Cảm ơn anh chị đã theo dõi hết video của em và hẹn gặp lại anh chị trong những clip tiếp theo.